Những thông tin dự báo thời tiết sẽ tiếp nối chương trình của chúng ta. Vâng, chị Hương Liên ạ, miền Bắc thì đang bước vào một đợt rét đậm trên diện rộng. Cụ thể cái diễn biến của đợt rét này như thế nào ạ? Vâng, Sơn Lâm và thưa quý vị khán giả, cho đến thời điểm này, người dân ở hầu khắp miền Bắc, trong đó có thủ đô Hà Nội, đã cảm nhận rõ đợt rét đậm đầu tiên trong năm. Nhiều người co ro trong cái rét, mặc dù đã trang bị áo khoác dày khi ra đường. Nhiệt độ giảm rất mạnh, tới 14 độ so với cùng thời điểm ngày hôm qua, lúc 11 giờ còn 15 độ mà thôi. Dự báo thủ đô Hà Nội sẽ tiếp tục rét đậm trong cả ngày hôm nay, nhiệt độ cao nhất không vượt quá 16 độ. Càng về tối và đêm thì quý vị càng thấy rét thêm khi mà nhiệt độ hạ xuống ở mức 13 độ. Trời nhiều mây âm u, có mưa lất phất và có gió đông bắc thổi đều đặn. Trời rét như thế này, bàn chân mà bị lạnh sẽ khiến chúng ta khó ngủ. Những lúc như vậy, quý vị hãy xoa bóp, nắn ga bàn chân sâu theo chiều chảy của tĩnh mạch, từ các ngón chân đến gót. Điều này sẽ làm ấm bàn chân nhanh hơn, giúp quý vị dễ ngủ. Ban ngày quý vị nên đi tất sợi bông len, đi giày có đế giày và tấm lót. Trái với giá rét ở ngoài Bắc, trong Nam lại là chuỗi ngày nắng nhiều và khô nóng. Tại thành phố Hồ Chí Minh, dự báo chiều nay sẽ tiếp tục nắng mạnh với nhiệt độ cao nhất là 33 độ, còn độ ẩm thấp nhất là 53%. Quý vị nên hạn chế các hoạt động ngoài trời trong 2 tiếng nữa để tránh bị cảm nắng. Vừa rồi là những thông tin thời tiết đáng chú ý. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.